Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Ngăn cản công an căng dây phong tỏa vì đang nhập hàng về bán, người phụ nữ hét: "Ông nào ký quyết định xuống gặp tôi." Mặc cho sự giải thích của đồng chí công an, đối tượng đem cả giấy phép kinh doanh ra cự cãi, giật rách dây phong tỏa. Mới đây mạng xã hội đã xôn xao ghi lại đoạn clip người phụ nữ liên tục la hét, tỏ thái độ chống đối lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Đoạn clip nhanh chóng vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt. Theo đó, khi công an đang căng dây phong tỏa địa bàn để chống dịch, người này xuất hiện nói lớn, chỉ tay vào mặt đội kiểm dịch. Chị ta cho biết: "Mình không đồng ý với quyết định này." Người phụ nữ cáu gắt nói: "Tôi hỏi các chú, nhà tôi là hộ kinh doanh, tôi có giấy phép kinh doanh đàng hoàng. Bây giờ con đang nhập hàng vô, các chú căng dây như vậy mà chưa có quyết định ngừng kinh doanh thì các chú xử lý thế nào?" Đối tượng giằng co nhất quyết không đồng ý cho căng dây trước cửa nhà. "Không, không được, đợi đã." Người phụ nữ đã giằng co với lực lượng chức năng, kiên quyết không cho đồng chí căng dây phong tỏa. Một công an đã cố gắng giải thích rằng đây là quyết định của Ủy ban Nhân dân, anh đang thi hành công vụ và người phụ nữ không thể ngăn cản được. Nghe vậy, người phụ nữ lớn tiếng thách thức: "Ông nào cứ quyết định xuống đây gặp tôi, chú giải thích cho tôi đi." Sau đó người này đi thật nhanh về nhà, giấy đem kinh doanh ra để cự cãi. Người phụ nữ cho rằng chưa hề có quyết định ngừng kinh doanh nên hành động cách ly khu vực là không đúng, chú đang xâm phạm vào nhà tôi rồi, đấy chú lập biên bản đi. Đỉnh điểm, đối tượng ngang nhiên xé dây phong tỏa, tự tin khẳng định không sai nên đồng ý cầm giấy phép kinh doanh về phường giải quyết. Trước sự chứng kiến của nhiều người, công an đã đọc lớn bản quyết định thiết lập vùng cách ly y tế của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Trong quyết định nói rõ, nếu đối tượng nào có hành vi chống đối, cản trở, phá hoại tài sản sẽ lập tức lập biên bản xử phạt. Hiện chưa rõ việc giải quyết ra sao, nhưng việc đôi co, giật dây phong tỏa của người phụ nữ bị dư luận nhận định là hành động sai hoàn toàn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.